Sự nhiệm màu của Phật Pháp. Sự nhiệm màu của Phật Pháp muốn công việc có công việc, muốn nhà có nhà, muốn có nơi tu hành, có nơi tu hành, tránh bị người giết hại, hoãn đi quân sự cắt tóc, tránh tai nạn bất ngờ. Phật Pháp thật không thể nghĩ bàn, chính Phật Pháp đã giúp mình vượt qua nhiều đau khổ và luôn gặp may mắn. Mình tên Dương Văn Linh, sinh năm 1999, hiện đang sống tại Đà Nẵng, là giáo viên địa lý cấp 2. Mình tin và học Phật Pháp từ lớp 8 đến nay. Đây là những câu chuyện thật 100% từ chính cuộc đời của mình. 1. Tượng Phật thế mạng bị người đâm. Khoảng tháng 12 âm lịch năm 2020, lúc đó mình ở với ông nội của mình. Mình đi đòi nợ một người thân. Ông ấy không trả và hai bên có lời qua tiếng lại mắng nhau. Thật xấu hổ vì là Phật tử mà mình còn quá sân si. Sau một hồi cãi nhau, mình thua và không đòi được. Quay về nhà, mình khóc thật lớn. Bỗng mẹ và ông nội cãi nhau lớn tiếng, làm mình buồn càng thêm buồn. Một động lực nào đó khiến mình muốn đi, nên mình đã lao đi thật nhanh. Mình lấy xe máy chạy ra ngoài, vừa đi vừa khóc, và đi mãi đến 3 giờ sáng hôm sau. 23 giờ đêm hôm đó, người nợ nần và cãi nhau với mình tìm đến phá cửa nhà mình. Ầm một tiếng động lớn vang lên, ông ấy cầm theo một con dao vàng Thái Lan, leo thẳng vào phòng ngủ của mình. Không thấy mình đâu, ông ta leo ra bàn thờ Phật phía trước và đập vỡ hai bức tượng Phật. Mọi người hô hoáng và ông ta bỏ đi trong tâm trạng đầy oán hận. Hôm sau mình về, mình đã khóc thật nhiều suốt một tháng sau đó. Tuy rất buồn, nhưng mình cảm thấy thật an ủi vì được các ngài cứu mạng. Ha ha ha,